Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh trà Vinh, kết quả xét nghiệm PCR chiều ngày 16 tháng 10 phát hiện một ca mắc mới. Như vậy trong ngày 16 tháng 10, tỉnh đã phát hiện 41 ca, 40 ca là người ngoài tỉnh về địa phương và một ca phát hiện trong cộng đồng, địa chỉ ở ấp Kỳ La, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành. Tính đến chiều ngày 16 tháng 10, trà Vinh đã có 1.862 bệnh nhân Covid-19, có 1.482 bệnh nhân được điều trị khỏi, 21 ca tử vong. Toàn tỉnh đang cách ly tập trung 16.915 trường hợp, cách ly tại nhà nơi cư trú 927 trường hợp. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh đã nhận 250.000 liều Verocell, trong số 500.000 liều được Bộ Y tế phân bổ trong đợt tiêm vaccine đợt 17 năm 2021. Hưởng ứng chiến dịch tiêm vaccine cộng đồng, vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Từ ngày 13 tháng 10 đến nay, còn tỉnh đã tiêm 153.860 trên 250.000 liều đạt 61,54%. Được biết, trước đó, tỉnh đã nhận tổng cộng 203.840 liều vaccine, đã triển khai tiêm được 209.063 mũi, trong đó tiêm 155.388 mũi một đạt 1 mũi hai đạt 21,1%, tiêm 53.675 mũi 2 đạt 7,3%, số vaccine đã sử dụng đạt tỷ lệ 97,1%.